来不及那个，我现在做完了，就那个。来，请买顶个老叶顶来，顶个我都撸练出来，把我们撸开了没得，我们开了没得，我们开，我们干了，来。còn nhanh và dứt khoát mà khi trong trong quá trình bấm thì không được riêng thì là giữ nguyên và bấm đấy là gọi là kích thước. Thì sau này chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều để gõ văn bản và ngay cả sau này các em đang làm việc ban chẳng hạn, các bạn ở đây có thể cho em làm ban cũng như chỉnh rất là nhiều, đó là cách sử dụng rất chuẩn. Tiếp đến thì em sẽ giới thiệu về cách tắt và bật máy tính. Thứ nữa là thì anh Mạnh và anh Điệp sẽ hướng dẫn bọn em kỹ càng bạn tắt bật máy tính như thế nào và đúng cách. Thì để bật máy tính thì rất đơn giản. Các cái máy tính này có trên máy tính này, trên cái cây màu trắng kia, ở cái cây trắng trắng ở dưới này thì nó có hai nút, một nút thì to như này, một nút thì bé như này, và để màu xanh thì đây là cái nút dùng để bật máy tính, và cái nút này dùng để reset máy tính, tức là khởi động lại. Thì chúng ta không cần sử dụng nhiều nút này, nếu chúng ta dùng nút này thì màu tròn to các em nhìn thấy không? Đây nhá, đây là cây máy tính nhá. Anh giới thiệu này. Thì đây là nút bật này, nút màu to hình màu xanh này. Đây là nút reset này. Thì cái nút này chúng ta dùng để bật máy tính. Tại vì bấm một lần thôi, cắm điện và bật lên. Thì lên thì các hai cái đèn này sẽ sáng, một đèn màu xanh và một đèn màu vàng nó sẽ sáng. Và đây là ổ đĩa mềm để sau này các em có thể lưu cái dữ liệu của mình qua cái đĩa mềm này, lưu về trong làm ở lớp này chẳng hạn này. Trong lưu bài mình làm vào đĩa mềm, sau này nhà không sau mang tập tiếp. Đấy là đĩa mềm.